Thưa quý vị, có thể nói đây là phần 2 của buổi biểu tình trước khu thương xá với Lộc Thọ yêu cầu mở tiệm nail ngay lập tức của nhóm Nail Link X và Pro Association. Cho nên bây giờ là bởi vì chúng ta muốn trong vòng 1 phút nữa thôi, thì khi nãy thì quý vị trong vòng khoảng gần 1 tiếng đồng hồ thì quý vị đã thấy đã nghe những cái tiếng nói của một số người thợ nail và chủ tiệm nail nói về những cái khó khăn mà họ đã gặp phải trong cái thời gian trong suốt 2 tháng, cũng như là cái sự tức giận sự tức giận của mọi người khi mà trong phase 3 của California vẫn không có cho phép tiệm nail mở cửa. Và trong vòng khoảng 1 phút nữa đây thì sẽ là một buổi họp báo ngay tại đây của buổi press conference. Đi khắp mọi nơi là được rồi đúng không ạ? Mời quý vị cùng theo dõi tiếp. The priority to our media fans, so make sure that they get the speech right here. All of the country. So we're not going to use the speaker system, okay? Okay, thank you everybody. Và thưa quý vị, bây giờ là buổi họp báo chính thức của tổ chức của những người khởi xướng tổ chức buổi biểu tình hôm nay, đó là Nail Link và Pro Nails Association. Last name Nguyen, N-G-U-Y-E-N. I will be making a Nailing It for America statement here on June 6th, 2 p.m. in front of Beijing Garden Ball in Westminster. This is nothing short of a public fiasco. It began with Governor Gavin Newsom sharing inaccurate information on May 7th with devastating impacts on the beauty industry in California, with far-reaching repercussions across America. Then, the senior staff admission on Tuesday that the first transmission of COVID-19 was not in a nail salon. Ông Tâm Nguyễn là giám đốc của giám đốc của Advanced Beauty College. Ông đang nói về cái lý do của buổi biểu tình ngày hôm nay. The acknowledgement that COVID-19's first case of community spread earlier and not in a nail salon is welcome. Ông đang nói về cái lời xác nhận của thống đốc chính phủ của ông thống đốc tiểu bang California Gavin Newsom xác nhận lại rằng là lời xác nói trước đây đó là ca nhiễm lây nhiễm đầu tiên cộng đồng ca lây nhiễm coronavirus ở California là xuất phát từ một tiệm nail salon, điều đó là sai. Theo ông Tâm Nguyễn thì ngành công nghiệp nail cũng như là những người làm nail đã phải có những cái thời phải làm việc rất là cực khổ, phải là khó khăn. Thì ông mong rằng là chính phủ của ông thống đốc ông Newsom hiểu được vấn đề đó. Around the clock to make sure nail salons across the state are more than prepared to reopen. Thì trong vòng 2 tháng qua thì chúng tôi đã làm việc rất là chăm chỉ để mà make sure là chuẩn bị rất tốt, mọi thứ rất tốt, an toàn để mà có thể sẵn sàng khi mà mở cửa trở lại. We are ready now and implore that Governor Newsom and his administration to provide us the long overdue safety guidelines immediately. Thank you so much for being here. Thank you all of our protesters and fellow beauty and nail industry folks that are here. At this time, I would like to pass it on to my co-founder and colleague from Nailing It for America, Johnny Ngo. I will say and spell my name one more time for the record. My name is Tâm Nguyễn. My first name is spelled T-A-M. My last name is Nguyễn. Is N-G-U-Y-E-N. I am the co-founder of Nailing It for America and the president
Ông nhắc lại, ông đang nhắc lại, vừa mới nhắc lại đó là ông là tổng thống Mỹ, là co-founder của Daily X, là giám đốc của FM Beauty College. Nail X đã được thành lập khoảng 9 tuần, cách đây 9 tuần, thì thưa quý vị, đó cũng là cái thời gian mà cái toàn nước Mỹ đã bắt đầu bị phong tỏa, là gọi là shutdown. Need our help. It is our duty to stand up for those that need us to give a voice. Đây là trách nhiệm của tất cả mọi người, phải đứng lên và cất lên tiếng nói của mình. We implore him to renounce the initial remarks that the initial cause of coronavirus was that of mental. It has come to light that that is not the case. The governor has deep reverence for the nail salon industry, as he stated a few weeks ago. If he has deep respect for our industry, please help undo some of the damage that's been done by retracting those statements, correcting that there's been many cases of coronavirus prior to the first case at a nail salon. Also, the governor promised to open nail salons as of Friday. He promised to release guidelines so that each county in California can open. He did not do that. Ông muốn nói rằng là ông Gavin Newsom đã hứa rằng là sẽ đưa ra những cái guideline để mà cho phép mở cửa lại các tiệm nail salon, nhưng mà ông đã không thực hiện điều đó. Right, thank you. Chính vì ông Newsom, ông thống đốc Newsom đã không thực hiện lời nói của mình, cho nên là đó là lý do mà chúng ta có một biểu tình ngày hôm nay. At this time, I would like to introduce a nail salon owner from our community to share. Thưa quý vị, bây giờ muốn giới thiệu cô Trang cũng như là cô con gái Christine tới có thể đôi lời. Nói lớn lên ạ. Cô đang nói cô là Thu Trang Nguyễn. Và rất là xúc động và nói rằng là bà đã mua được bà đã làm nail được 18 năm và vừa mới mua được một cái tiệm nail, nhưng mà khi xin được lắng nghe tiếp lời chia sẻ của bà. Hi everyone, this is my mother here. Can you be here?
Bà là Thu Trang Lương, người vừa mới phát biểu ạ. Và cô gái đang nói là con gái. Những gì cô đã nói là cô đang dịch lại cái lời chia sẻ của mẹ cô với truyền thông Mỹ. Even ngay cả các tiệm gym, các tiệm phòng tập thể dục, tiệm tóc, school, trường học đều đã được mở cửa. Tuy nhiên không có tiệm không có nail salon. Câu hỏi rằng nếu như mà tất cả mọi người đều lo lắng là cái chuyện mà quay trở lại nail salon làm việc thì các chủ tiệm nail sẽ cần phải làm gì để bảo vệ sức khỏe cho họ? Cô gái này thì cô gái này đang nói rằng là cô cũng như là tất cả những cái tiệm nail khác đều có những cái sự chuẩn bị rất là an toàn, ví dụ như là mask, siêu mask. Phân phát những cái sanitizer. Một lại một cơ quan truyền thông của Mỹ thì vẫn muốn người đẹp cô gái này phải trả lời câu hỏi đó. Ý của cô rằng là gia đình của cô đã thực hiện đúng tất cả những cái guideline nhưng mà vẫn không có được một cái câu trả lời từ chính phủ là về cái thời gian nào sẽ có thể reopen, mà chỉ có là và cô cảm thấy rằng là cảm thấy quá mệt mỏi trong cái sự chờ đợi. I'd like to introduce our next speaker. Our next speaker is Mike Vo, the chair of Pro Nails Association. He is the chairman and an attorney. Và đây là ông Mike Võ. Ông Mike Võ. I would like to spell it out for the record.
Pro Nails Association. Mai Võ là chủ tịch hội đồng quản trị của Pro Nails Association. N-A-I-L-S Association. A-S-S-O-C-I-A-T-I-O-N. Pro Nails Association. Mike Võ, chủ tịch hội đồng quản trị của Pro Nails Association. My name is Mike Võ, spelled M-I-K-E, last name V as in Victor, O as in Oscar. I'm an attorney, and I'm also the board chair for the Pro Nails Association. We represent the industry from the student level up to the manufacturing level, and I have some remarks that are be made in conjunction with what's going on today. The nail industry has been patient since March 19, 2020. When Governor Newsom exercised his emergency powers to shut down businesses in an effort to bend the curve on COVID-19. Now, 81 days later, the nail industry is still shut down without any indication. Sau 81 ngày mà chúng tôi đã rất là nhẫn nại chờ đợi thì là nail salon vẫn bị shut down. The industry has exercised extreme restraint in response to the governor's multiple setbacks. First, his unsubstantiated remarks concerning the first case of community spread in nail salon, which has now been recanted by a senior staff, but only in a private behind-the-scenes industry meeting. And second, the governor's remarks on Friday, June 5th, 2020, wherein he stated during his daily press conference that nail salon guidelines would be issued later in the day, along with gyms, bars, day camps, and schools. Lời hứa của ông tại chính phủ của ông Newsom đó là cả cái nail, cái guideline để mà mở. Xin lỗi, chúng tôi sẽ nghe hết lời nói và sẽ chống dịch lại cho quý vị. For reopening later this week. The false statement attributing community spread to a nail salon and now false statement of a timely phase 3 reopening affects real lives. There are over 129,000 licensed manicures and 11,000 nail salons in the state of California. Over 80% of the nail industry is comprised of Vietnamese Americans. This industry and the community that makes up an overwhelming number of the workers have had enough. Lives are at stake. Livelihoods are at stake. The reservoir of patience has run out. The Pro Nails Association, on behalf of its members, will be filing a lawsuit against the governor's office, the California Department of Public Health, and other state agencies to force them to reopen nail salons. By issuing guidelines for the reopening and a target date for salons to reopen. The continued refusal to reopen nail salons and state threat to suspend or revoke licenses for violation of the emergency order is arbitrary, capricious, without any rational basis, a violation of due process, and an unconstitutional taking without compensation. What we are simply asking for is transparency, open communication, and guidelines for a reopening with a target date. The industry has been patient and working hard to prepare their salons for the reopening and should be allowed to make a living and feed their families. Thank you. I was not on that phone call. I was shared that information by the members of the industry who were on that phone call. Đây là người đã có mặt trong cái buổi nói chuyện với lại ông. Nailing all five core members of Nailing It, as well as other organizations for the nail industry, were part of a meeting with the governor's office on last Tuesday. It did come to light during that conversation that the first case was in fact not at a nail salon. But not only that, there's been multiple cases prior to that first case. Chenigo nói rằng là ông đã có mặt trong cái buổi và nói chuyện, cái buổi gọi là cái buổi họp kín với lại chính phủ California vào hôm thứ ba tuần vừa rồi, ngày 2 tháng 6. Governor Newsom said that the first community spread of the coronavirus was at a nail salon. That, in fact, is not true. They very clearly
Tây có nghĩa là chính phủ của ông thống đốc California Gavin Newsom khẳng định rằng là cái ca lây nhiễm đầu tiên, the first community spread của coronavirus ở cộng đồng không xuất phát từ Việt Nam. Ngay bây giờ. At this time we'll be starting the march in 10 minutes at 2:30. We wanted to open it up for any of the press and media for any questions. Yeah, kính thưa quý vị, mình có câu hỏi. Kính thưa quý vị, nếu mà mình có câu hỏi bây giờ, có thể đặt câu hỏi bây giờ trong mấy phút tới trước khi mình đi. Hold on. So what is the purpose of the lawsuit? Okay, how about the lawsuit? The purpose of the lawsuit is to force the governor to issue guidelines and a target date for the reopening of nail salons. So we plan to file the lawsuit, and then file a motion for temporary restraining order, asking that the federal court issue an order making the governor issue the guidelines and then reopen the nail salons. So the law, mục đích của cái lawsuit mà để gửi đến ông thống đốc Gavin Newsom là phải issue ngay một cái guideline và mở tiệm nail ngay lập tức. Even là quán bar, nhưng mà tại sao tiệm nail lại không được mở? My name is Lan Nguyen. I'm a nail salon owner from Sacramento down here. I'd like to share that I'm very upset. I can't figure out why, with all the other industries open up, why nail salon owners are not, why the nail salon industry is not open yet. Yeah. I feel that this is discrimination, not only against the nail industry, but for me as a Vietnamese American and Asian American. And so, being hardworking, I want to share with you this message. If you don't let nail shops open, who pays for the rent? Who pays the rent? You, sir. Yeah. Let the nail open, please. Let the nail open, please. In terms of clients that I've worked with that are salon owners, many have applied for the PPP loan. They have the same challenges that the young lady earlier referenced about weight. I know that a lot of salon owners prepared the application, submitted it, and were only told by the banks at that point to wait. Of those who did receive a response, many of them got
a negative response. They did not qualify for the loan. What reason? I don't know. They just told me they did not qualify for the loan. And we're struggling to figure out, you know, what do I do at this point? I have rent to do, rent to pay, I have family bills and so forth. So that's why we're out here to give them a voice. What is the holdup you're hearing regarding as far as the response? From the various bankers I've heard, there was a backlog of applications from two rounds of the CARES Act when the PPP loans were approved. I don't know what the current status is right now, but as of several weeks ago, a lot of salon owners were having a problem getting loans through the PPP. Will you consider asking for the financial loss into the lawsuit? No, the lawsuit is not intended to seek any type of monetary damages or compensation to the nail industry. What we're seeking for is equitable relief. In this case, an injunction. Cái lawsuit này thì không phải là để mong muốn là để đền bù cái thiệt hại mà ngành nail đã gặp phải trong hơn 2 tháng qua. At this time, we have another nail salon owner who would like to share. Có một chủ salon khác muốn chia sẻ. I will be providing English translation. Hi, quý vị, tôi là chủ của hai tiệm. Và một tháng thì chúng tôi phải trả là chung là khoảng 18.000 đồng. Và người đang lo đó là không có đồng nào, một sen nào cho chúng tôi. Và mỗi tháng thì chúng tôi đã phải trả 18.000. I am a nail salon owner of two nail salons. My rent on average is $18,000 per month. I have not gotten any discount at all or any help from the landlord. Chúng tôi là đại diện cho những người chủ tiệm nail quanh đây và chúng tôi muốn có một tiếng nói rõ ràng. Chúng tôi không muốn ở nhà để ăn tiền thất nghiệp mà chúng tôi muốn working open the nail salon right now. Yes. I represent not only my two nail salons but other nail salons. I want you to know that I do not want to be at home unemployed. I want the nail salons to be open now so I can get back to work. Sorry. Yeah. Chúng tôi biết rằng là cái nghề của nail là có rất là nhiều người Việt đã là cống hiến, đóng thuế đầy đủ và tuân theo những luật lệ. Chúng tôi đã chuẩn bị đủ mọi thứ từ những người owner cũng như là những người worker. Chúng tôi có face shield, chúng tôi có table shield, chúng tôi có shield pen kiểu. Chúng tôi có hand sanitizer và đủ những cái vật dụng cần thiết để mà bảo vệ cho người khách hàng cũng như người khách hàng. As a Vietnamese American nail salon owner, I pay my taxes, I follow the rules and guidelines. I have prepared and invested in the safety of my salons, from table shields and everything else for protection to ready to reopen. Trong cái mùa đại dịch này, chúng tôi biết được rằng rất là khó khăn trong cái mùa đại dịch mà bởi thế nên chúng tôi rất là cảm ơn giáo của mình đã support cho chúng tôi. Nhưng cái điều quan trọng là chúng tôi muốn working để mà make cái kinh tế của Mỹ lên, chứ chúng tôi không muốn ăn tiền thất nghiệp. Yes. During this COVID-19 crisis, it's difficult times, and I know the government has programs out there. Although I'm grateful for those, I want the government to know that I do not want unemployment. I want to get back to work and get open right away to contribute to the economy and grow the economy. Và một lời nói cuối cùng, chúng tôi chỉ là muốn gửi đến ông thống đốc, hãy tạo điều kiện cho chúng tôi để mở cửa những nail salon right now. Yes. And in conclusion, I would like a message directly to the governor's office that I would like to open nail salons right now. Yes. Right now. Okay. Thank you so much. That ends our press and media conference. Please come and get your microphone. At this time, we will start the march. Bây giờ thì mọi người bắt đầu cái buổi tuần hành dọc theo đường. We're going to march out on Wilson Avenue in a straight line. We're going to practice physical distancing and we're going to walk together in a safe manner. We're going to walk west of here towards Magnolia.
So I just let's follow safely. À, mọi người sẽ đi cùng hành ngược lại đường Bạch Nô Lìa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cuộc biểu tình và đi bộ. Phần đi bộ là mình sẽ bắt đầu từ đây Phước Lộc Thọ và sẽ đi xuống đường Mosa Avenue về phía Magnolia Avenue. À, thưa quý vị, mình là bóng để nhắc lại, mình nên giữ trật tự. Thank you for your information yesterday. Thank you for the message yesterday. Thì có Linh muốn hỏi rằng là nếu như trong cái lawsuit này á, mà cái phản hồi của ông Gavin Newsom là do những cái ca nhiễm ở Cali nó đã tăng lên, cái ca nhiễm ở bên Cali nó đã tăng lên thứ ba ở nước Mỹ và ông ấy reject, tức là vẫn không tiếp tục cho đồng ý cho các nail salon mở cửa, thì bên các những tổ chức như là của mình sẽ có những cái quyết định như thế nào? Yeah, the challenge we're having is that the governor previously announced that salons were going to be open in phase three. We know that hair salons are open now in phase three, and then last Friday when he made the announcement about additional businesses, and he even stated at the press conference that nail salon guidelines would be issued, but later on today when the written guidelines were out, nail salons were not included. And that's what's really frustrating, is that the decisions are being made by his office are very arbitrary as to what businesses can be reopened. We know that he's had a communication with his senior staff as to recommendations to make the salon industry safe. You know, so he has them. So there's really no reason right now why he's refusing to issue those guidelines. And that's one of the reasons why we're going to file, the Pro Nail Association is going to file a lawsuit to get a court order for some of you. So the purpose of the lawsuit is give the nail salon the guideline to reopen. Right, right. So the purpose of the lawsuit is to get an injunction to force salons to reopen. We're not seeking monetary damages. We're not seeking payment of money. We just want salons to reopen. As some of you may have heard from the lady, they just want to work. They just want to work. Okay. And when did you just file the lawsuit? You did? We're not. No. We're in the process of preparing the lawsuit. We were made aware of today's protest, and so that's why we're announcing it here. Okay. Thank you, Mike. Thank you very much. Dạ thưa quý vị, thì như chúng tôi vừa nói chuyện với lại ông Mike Võ, đó là chủ tịch hội đồng quản trị của Pro Nails Association, thì câu hỏi của người Việt đặt ra rằng nếu như trong trường hợp mà bên các ngành nail gửi một cái lawsuit cho ông thống đốc chính phủ của thống đốc Gavin Newsom mà phản hồi của bên chính phủ đó là bởi vì lý do mà ông không mở cửa, vẫn chưa cho phép ngành nail mở cửa là bởi vì con số lây nhiễm coronavirus ở Cali hiện đang đứng thứ ba ở nước Mỹ và đặc biệt là ở Orange County, thì phản ứng của bên hiệp hội ngành nail sẽ như thế nào? Thì lời câu nói của ông trả lời của ông Mike đó là cái lý do mà ông bên ngành nail file một cái lawsuit là bởi vì ông chính phủ của ông Newsom đã hứa rằng là sẽ cho một cái guideline và sẽ reopen ngành nail salon cùng với lại gym, school, các quán bar, tức là những cái ngành nghề mà bên tiểu bang Cali đưa ra vào ngày hôm thứ sáu tuần vừa rồi. Nhưng mà bên ông Newsom đã không có giữ lời hứa đó, và đó là cái lý do mà ngành nail đã quyết định là file một cái lawsuit. Và những gì mà mọi người muốn get back lại không phải là kiếm tiền, không phải là muốn đền bù thiệt hại, mà muốn chính phủ của ông Newsom phải đưa ra một cái guideline rõ ràng và xác định, ấn định một cái ngày để mà reopen ngành nail và salon. Ông Mai cũng có nhắc đến một người chủ tiệm nail mà đã chia sẻ ý kiến trong cái buổi họp báo vừa rồi. Đó là bà nói rằng là bà không, chúng tôi không có muốn ở nhà để mà ăn tiền thất nghiệp, và chúng tôi muốn đi làm, chúng tôi muốn đóng thuế, chúng tôi muốn đi làm để mà đóng thuế cho chính phủ, chúng tôi không muốn ăn tiền thất nghiệp. Do đó là hãy reopen nail salon right now, mở cái tiệm nail salon ngay lập tức. Và thưa quý vị, bây giờ thì đoàn biểu tình đang đi tuần hành ngược về phía, đang đi ngược về phía đường hướng của đường Magnolia, là cắt ngang đường đại lộ Bonsa. Và chúng tôi xin ngừng cái buổi tường thuật về buổi biểu tình mở cửa tiệm nail ngay lập tức, reopen nail salon right now, của ở Phước Lộc Thọ, khu thương xá Phước Lộc Thọ ở Lê Đô Sài Gòn ngày hôm nay. Thưa quý vị, đó là buổi tường thuật, và Người Việt TV xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong những cái chương trình cộng đồng kế tiếp.